Một cô gái ham rẻ thuê một căn hộ, nhưng dần phát hiện ra hàng xóm đều rất đáng sợ. Cô bị vây trong chung cư không thể ra ngoài, còn buộc phải gả cho một người hàng xóm. Hello, chào mọi người, tôi là Yêu Muội. Dưới đây là bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Nữ chính Sarah mấy năm trước mẹ cô vì bệnh qua đời. Sau này bố cô cũng lập gia đình mới. Trong lòng cô không an tâm, cảm thấy bố quá bạc tình, cho rằng đây là phản bội mẹ cô. Sarah tức giận chuyển ra khỏi nhà, một mình đến Los Angeles, định tự lực cánh sinh, sống nhờ bản thân. Los Angeles đắt đỏ, tiền thuê nhà cũng không rẻ. Sarah đã tìm rất lâu cũng không tìm được một căn nhà thích hợp. Vào ngày này cô tình cờ ngang qua một ngôi nhà, nơi đây đang cho thuê. Cô đi vào trong tham quan, vô cùng mãn nguyện với môi trường của nơi này, với khó có được là tiền thuê rất rẻ. Cũng chính vì thế, nó thu hút được rất nhiều người đến thuê. Jerry là quản lý căn hộ nói với Sarah, người thuê phải điền vào đơn xin phép, sau đó sẽ được lựa chọn. Cuối cùng chọn ra một vị khách thích hợp. Sarah điền đơn xong, tạm thời về khách sạn nghỉ ngơi. Để nhanh chóng kiếm được tiền, Sarah đã tìm một công việc là làm tổng đài. Thời gian làm việc đủ 8 tiếng, rất có quy luật. Mấy ngày sau, căn hộ gọi đến, thông báo cho Sarah cô đã được chọn, đã trở thành một phần của căn hộ. Sarah nhận được tin vô cùng mừng rỡ. Sau khi làm xong thủ tục là lập tức bắt đầu dọn nhà. Căn hộ có một quy định, không được nuôi thú cưng. Nhưng Sarah có một con mèo đã nuôi rất lâu, không thể rời xa. Cả Sarah và chú mèo đều không nỡ như thế. Để không bị hàng xóm phát hiện, cô lén bỏ chú mèo vào trong hộp, thuận lợi mang vào căn hộ. Vào ngày Sarah dọn đến, nơi đây đang mở party, hàng xóm đều rất thân thiện, nhiệt tình đến chào hỏi cô. Lúc bấy giờ Sarah cảm thấy thoải mái biết bao. May là bản thân đã gặp được những hàng xóm tốt. Anh hàng xóm Brian với vẻ đẹp trai người ngợi, còn chủ động đến trước cô bắt chuyện. Mọi thứ đều khiến cho Sarah vui mừng khôn xiết, thậm chí có chút kinh ngạc. Các hàng xóm đều quá là nhiệt tình đến nỗi khiến cô có chút không được tự tại. Ở party, Sarah phát hiện một người đàn ông kỳ lạ. Ông bị mù một mắt. Người quản lý giới thiệu rằng ông ấy là Lester, là một người bất hạnh. Mắt ông ấy bị thương trong một lần tai nạn, chỉ còn lại một con là có thể nhìn thấy. Sau buổi party, Sarah về lại phòng mình nghỉ ngơi. Nửa đêm đột nhiên truyền đến tiếng ồn vô cùng lớn, làm cho cô rất lâu không ngủ được. Cô cũng vừa đến, cũng không nên quá nhiều chuyện, thế là nghĩ rằng thôi nhịn là được. Nhưng trong mấy ngày sau, dường như ngày nào cũng có tiếng ồn truyền đến. Sarah rất lúng túng, không biết tiếng ồn từ đâu ra. Sáng sớm, cô phát hiện có một bức thư nhét vào khe cửa. Lấy ra xem, phía trên lại toàn là những lời mắng chửi. Hàng xóm có người đã phát hiện ra cô nuôi mèo, nên đã viết thư để cảnh cáo cô. Sarah rất tức giận, nói chuyện này cho cô đồng nghiệp Lisa nghe. Để giúp cô bình tâm lại, buổi tối Lisa cùng cô trở về căn hộ. Lúc này khu căn hộ lại mở party. Sarah thấy rất khó hiểu, không lẽ hàng xóm đều không cần đi làm à? Ngày nào cũng ăn uống quẩy tới bến. Lisa cùng Sarah trò chuyện một lúc rồi tạm biệt nhau rời đi. Nửa đêm Sarah lại bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cô không thể nhịn được nữa, nổi giận đứng dậy xem mèo của cô không biết chạy đi trốn nào rồi. Cô tìm rất lâu cũng chả thấy. Lúc này lò vi sóng trong nhà bếp đột nhiên bật lên. Sarah lấy hết can đảm mở ra xem, phát hiện mèo của mình bị bỏ vào trong. Cô hoang mang ý thức được có người lèn vào. Cô vừa định ra cầu cứu, trong phòng đột nhiên xuất hiện bóng người đánh ngất cô. Đối phương trói Sarah trên ghế, sau đó bật đèn trong phòng lên. Sarah nhìn kỹ, phát hiện đối phương thì ra là Brian. Brian lấy thuốc mê ra định tiêm vào cô. Sarah liều mạng cởi dây trói, vóc hết sức đánh ngã Brian, chạy ra khỏi phòng. Các hàng xóm khác nghe thấy tiếng động nhanh chóng chạy ra xem. Sarah hoang mang cầu cứu mọi người, nhưng họ không hề giúp cô, ngược lại còn bắt cô lại. Đến đây Sarah cuối cùng đã hiểu, người trong chung cư này đều cùng một bọn. Cô đã rơi vào một cái bẫy. Sarah bị Brian giật cho bất tỉnh, sau đó bị kéo đi. Đợi cô tỉnh dậy, phát hiện bản thân bị nhốt trong một mật thất. Jerry đưa người vào để Sarah yên tâm sống ở đây. Ông đã giúp Sarah từ chức và đoạn tuyệt hết tất cả mối quan hệ bên ngoài. Jerry giới thiệu, chung cư này là chung cư tình bạn. Những người ở đây giúp đỡ lẫn nhau, cởi mở với nhau. Mọi người không cần phải vất vả làm việc, mỗi ngày chỉ cần hưởng thụ thú vui của cuộc sống. Tất cả đồ dùng sinh hoạt đều do Jerry thống nhất mua chung một lượt. Mọi người chỉ cần ở nhà là có thể hưởng thụ cuộc sống vui vẻ, ăn nhàn, no đủ. Sarah trải qua hàng ngàn sự lựa chọn, cuối cùng trở thành thành viên được chọn. Mọi người đều hoan nghênh cô. Để Sarah nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống của chung cư, Jerry bắt đầu cho cô luyện thể chất một cách khắc nghiệt. Trong mật thất có đèn cảnh báo, mỗi khi đèn sáng, Sarah buộc phải để hai tay lên tường và duy trì tư thế đứng tấn. Đến khi đèn tắt thì mới được dừng, không thì sẽ bị đập cho tơi tả. Dưới sự uy hiếp của mọi người, Sarah chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, nhưng cơ thể cô yếu ớt, mỗi lần kiên trì không được bao lâu là ngã xuống đất. Để giúp cho cô tuân thủ quy tắc, Brian mang đinh tới, đóng đôi tay cô lên tường một cách tàn nhẫn. Như thế sẽ không lo bị ngã nữa. Sau khi trải qua nửa tháng bị giày vò, Sarah đã từ bỏ việc chống lại, rơi vào tuyệt vọng. Brian thấy thời cơ đã chín muồi, thả cô ra khỏi mật thất. Ý chí cầu cứu của cô đã cạn kiệt, bây giờ nên huấn luyện tâm lý rồi. Các hàng xóm cẩn thận giúp cô xử lý vết thương, sau đó thay cho cô bộ quần áo mới. Sarah bắt đầu tiến hành những tháng ngày xây dựng tâm lý. Chung cư tình bạn có 4 nguyên tắc lớn: vô tư, thành thật, chấp nhận, bảo mật.
Mỗi ngày Sarah cực khổ đọc quy tắc chung cư và lúc nào cũng khắc ghi trong lòng. Dưới sự ảnh hưởng về tư tưởng của hàng xóm, sự kháng cự lúc đầu của Sarah dần trở nên chấp nhận. Ở chung cư tình bạn, ai nấy dường như đều rất vui vẻ, mọi người không cần lo lắng phải kiếm sống, mở cửa con tim, nói năng thoải mái. Xem ra hoàn hảo và hòa hợp biết bao. Sau mấy tháng, Sarah đã bị cải tạo thành công, cam tâm tình nguyện gia nhập chung cư. Hàng xóm vì cô mở một buổi tiệc nghi thức hoan nghênh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, Sarah chính thức trở thành một phần của chung cư. Jerry gọi người đàn ông mù Lester đến. Vợ của ông ấy năm ngoái vì bệnh nên đã lìa đời, sau đó ông vẫn chưa tái hôn lần nào thông qua biểu quyết của hàng xóm. Mọi người nhất trí đồng ý Sarah gả cho Lester. Tuy cả hai cách biệt về tuổi tác, nhưng hàng xóm thấy được, hai người họ rất hợp nhau. Sarah không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng. Jerry trở thành nhân chứng hôn nhân, tuyên bố cả hai kết thành vợ chồng trước mọi người. Tiếp đó Sarah dọn đến chỗ Lester, nếu đã là vợ chồng, thì đương nhiên phải sống cùng nhau. Sarah cứ thế mà trở thành người phụ nữ của Lester. Mọi thứ đều giống như đang mơ vậy, Sarah không thể thay đổi nó, điều duy nhất có thể làm là cố mà chấp nhận. Sau mấy ngày, bố của Sarah đột nhiên tìm đến cửa, ông ấy đã nghe ngóng nhiều nơi, tìm thấy được chung cư Sarah đang ở. Để bảo vệ bố, Sarah cố ý cãi lộn với ông, còn đoạn tuyệt mối quan hệ cha con. Tuy bố bị làm cho rất tức giận, vắt áo bỏ đi, nhưng may là không rơi vào hang quỷ. Thời gian thấm thoát đã một năm, vì Sarah có biểu hiện xuất sắc, được điều đến phòng quan sát của chung cư làm việc. Hôm nay lại đến ngày chung cư tuyển thêm thành viên mới, rất nhiều người trẻ tuổi chạy đến báo danh. Sarah thấy trong camera có một bóng hình quen thuộc, đồng nghiệp trước đây của cô, Lisa. Jerry thông qua lần tuyển chọn chúng Lisa. Lisa như Sarah lúc đầu vậy, hớn hở dọn đến chung cư. Nửa đêm Jerry đợi người bắt đầu tạo ra tiếng ồn. Vào lúc Lisa gần như sụp đổ, Brian xuất hiện, khiến cô ấy hôn mê, nhốt vào mật thất, bắt đầu cho luyện thể năng khắc nghiệt. Điều không giống Sarah là sức ý chí của Lisa vô cùng kiên cường, bị giày vò liên tục mấy ngày vẫn không chịu từ bỏ. Jerry để Sarah vào mật thất khuyên răn. Lisa thấy Sarah với vẻ mặt tê tái, lớn tiếng mệnh lệnh cho cô ấy phấn chấn lên, thức tỉnh một chút, không được cho người khác khống chế, không cho ai sắp đặt mình. Sarah giác ngộ, đột nhiên thức tỉnh, thấy Lisa thương tích đầy mình trước mặt. Cô như thấy được bản thân mình lúc đầu vậy. Dưới sự phẫn nộ, cô cầm cây búa lên, muốn giết chết Jerry. Sau trận hỗn chiến, Jerry cuối cùng cũng bay màu. Lisa cũng vì bảo vệ Sarah mà cũng lên trời cao luôn. Sarah giành được súng của Jerry, sau đó xông đến vườn. Hàng xóm căm phẫn chạy ra. Sarah nói với mọi người, Jerry đã chết, họ được tự do rồi, không phải bị khống chế nữa. Nhưng hàng xóm nghe xong vẫn rừng rừng. Brian nói cho Sarah, Jerry vốn không phải kẻ thống trị chung cư, tất cả mọi thứ mà mọi người làm đều là tự nguyện cả. Họ rất không hiểu Sarah tại sao phải từ bỏ cuộc sống an nhàn hiện tại, cảm thấy chung cư như một thiên đàng dưới nhân gian vậy. Tất cả họ đều rất vui vẻ trong đó. Thấy các hàng xóm không chịu tỉnh ngộ, Sarah cảm thấy đây chính là đám người điên, kinh hãi chạy ra khỏi cửa, định trốn thoát. Mọi người đuổi theo bắt cô lại. Lúc này Lester đột nhiên đứng ra, ông dùng thân thể mình chặn hàng xóm lại sau khi Sarah trốn thoát, để chìa khóa cửa ném ra ngoài, cửa chung cư từ từ đóng lại. Sarah cuối cùng cũng trốn thoát khỏi chung cư tình bạn. Đây là một bộ phim điện ảnh kinh dị của Mỹ, Hàng xóm quái dị, nói về việc bị tiền thuê trọ thu hút, dẫn đến rơi vào hang quỷ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không cần vất vả kiếm tiền, vẫn có thể hưởng cuộc sống an nhàn. Đây không phải là lý tưởng sống của rất nhiều người sao? Nhưng nếu không thể có cả an nhàn và tự do, thì tôi thà chọn tự do còn hơn. Nếu là bạn, bạn sẽ đồng ý vào chung cư tình bạn chứ? Hoan nghênh mọi người để lại cảm nghĩ của mình dưới comment nhé. Được rồi, tôi là yêu muội, chúng ta lần sau gặp.